Hạt sen không chỉ là nguyên liệu nấu nhiều món ngon mà còn được xem như một vị thuốc chữa bệnh. Nhiều người thích thêm hạt sen vào bữa ăn hàng ngày bởi ăn hạt sen sẽ nhanh vào giấc và ngủ sâu hơn. Tuy nhiên, không phải cứ ăn thật nhiều hạt sen là tốt. Hãy cùng lắng nghe chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Thùy Trang, Trung tâm Y học cổ truyền Vinmec, Sao Phương Đông về những tác dụng tuyệt vời của hạt sen và cách chế biến để có được tối đa công dụng của vị thuốc mà Đông y vẫn gọi là liên nhục này nhé. Trước hết, chúng ta sẽ nói về những tác dụng của hạt sen. Hạt sen nhỏ nhưng chứa đựng nhiều dưỡng chất như tinh bột, chất đạm, chất béo, canxi, kali, phốt pho, magie. Có một điều đặc biệt là hạt sen không chứa cholesterol. Hạt sen giúp tăng cường khả năng chống viêm nhiễm trong cơ thể. Một trong những thành phần của hạt sen là caenferol, flavonoid, có công dụng kháng khuẩn, kháng viêm, tránh nhiễm trùng, giúp các vết thương nhanh lành hơn. Bạn cũng có thể bồi bổ sức khỏe, đặc biệt với phụ nữ mang thai với hạt sen. Lượng calo, glucid và protein có trong hạt sen là nguồn cung cấp năng lượng dồi dào. Hạt sen sẽ giúp em bé trong bụng phát triển khỏe mạnh, mẹ bầu bớt mệt mỏi, có tinh thần tốt hơn. Ăn hạt sen mỗi ngày còn giúp bạn đẩy lùi lão hóa. Bên trong hạt sen có chứa enzyme L-isoaspartin-methyltransferase. Đây là enzyme có tác dụng phục hồi tế bào, chống oxy hóa, làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể, bao gồm cả làn da. Công dụng tiếp theo của hạt sen là làm đẹp da. Hạt sen có tác dụng kháng viêm hiệu quả, giảm lượng bã nhờn trên da, giúp lỗ chân lông thông thoáng. Đắp mặt nạ từ hạt sen 2 lần mỗi tuần, bạn có thể phòng tránh được mụn trứng cá, da mặt sẽ trắng hồng lên trông thấy. Không nên bỏ qua khả năng giúp an thần, cải thiện giấc ngủ là tác dụng phổ biến của hạt sen mà nhiều người đã biết. Bởi trong hạt sen có glucosid và một số chất kiềm giúp cơ thể dễ dàng thả lỏng. Ăn hạt sen mỗi tối sẽ kích thích cơ thể sản xuất thêm insulin, từ đó bạn dễ đi vào giấc ngủ hơn. Hạt sen có nhiều công dụng, cũng có rất nhiều cách chế biến khác nhau. Tuy nhiên, bạn hãy lưu ý một số điểm sau để hạt sen đạt được tác dụng tốt cho sức khỏe. Thứ nhất, khi mất ngủ, không nên bỏ tâm sen. Tâm sen mới là bộ phận có tác dụng chữa chứng suy nhược thần kinh, giảm mất ngủ, an thần. Ăn hạt sen vẫn còn tâm sen mới giúp bạn dễ ngủ hơn, chất lượng giấc ngủ tốt hơn. Lưu ý thứ hai, chỉ dùng với lượng vừa phải, khoảng 30g mỗi ngày. Ăn quá nhiều sẽ khiến bạn bị đầy hơi, chướng bụng, khó chịu. Những người bị rối loạn tiêu hóa, táo bón, nếu muốn dùng hạt sen thì nên sao vàng trước khi chế biến thành món ăn, giúp hạt sen dễ tiêu hơn. Lưu ý thứ ba, không dùng tâm sen tươi pha trà, bởi tâm sen tươi có độc tố. Khi bạn sao vàng tâm sen, độc tố này mới bị loại bỏ. Trà tâm sen sau khi được sao vàng cũng sẽ có vị thơm rõ rệt đấy. Lưu ý thứ tư dành riêng cho những người bị bệnh tim. Tâm sen có chứa hàm lượng alkaloid cao, có thể khiến tim đập nhanh, ảnh hưởng đến sức khỏe. Khi nấu, đừng quên bỏ tâm sen để an toàn cho quả tim. Những cặp vợ chồng đang mong con cũng không nên dùng nhiều tâm sen, bởi tâm sen có khả năng làm giảm ham muốn tình dục, ảnh hưởng đến chức năng sinh lý của cả hai người. Với nhiều công dụng tuyệt vời như trên, hạt sen được xem như một bài thuốc cải thiện hệ thần kinh, tiêu hóa, phục hồi cơ thể. Bạn có thể ăn hạt sen sống, nấu chè, nấu cháo, hầm hạt sen với gà ắc để đa dạng thực đơn mỗi ngày. Đừng quên những lời khuyên của bác sĩ Nguyễn Thùy Trang, Trung tâm Y học cổ truyền Vinmec Sao Phương Đông vừa chia sẻ để hạt sen phát huy hết công dụng nhé. Chúc bạn có sức khỏe thật tốt với các món ăn và bài thuốc từ hạt sen. Hãy tiếp tục đón xem những video chăm sóc sức khỏe tại nhà trên kênh YouTube Vinmec nhé. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.